Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi một địa điểm gọi là Canary Wharf. Thì Canary Wharf là một cái địa điểm rất là đặc biệt và mình cực kỳ yêu thích ở London. Thì bây giờ hãy cùng mình đi khám phá và mình sẽ giải thích cho mọi người chỗ Canary Wharf là gì và những cái địa điểm nào mọi người nên đi khi mà mọi người tới London nha. Bắt đầu thôi. Canary Wharf là một trung tâm tài chính lớn của London, nằm ở phía đông nam của thành phố. Tại đây mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái tập đoàn lớn trên thế giới, ví dụ như mọi người có thể thấy tập đoàn HSBC nè, Citibank nè, những cái ngân hàng lớn của nước Mỹ như là Bank of America, JP Morgan, những cái tập đoàn luật lớn của thế giới và của nước Anh đều là tọa lạc tại Canary Wharf. Chính vì nó là trung tâm tài chính cho nên là việc đi lại ở Canary Wharf rất là dễ dàng. Đầu tiên là có tàu trên không gọi là DRL. Thì mình vừa mới đi ra khỏi tàu DRL để tới Canary Wharf. Mọi người có thể thấy đây là cái nhà ga để đi ra cái tàu DRL này. Thì đây là tàu DRL mà mình mới vừa đi. Là bây giờ từ cái bến tàu đó mình đi vào một cái trung tâm mua sắm gọi là Cabot Place. Ở đây trung tâm mua sắm này thì bán đủ các loại mặt hàng, có rất là nhiều những cái cửa hiệu bán quần áo, cũng có những cái nhu yếu phẩm và đặc biệt là những cái cửa hàng bán đồ ăn tiện lợi rất là nhiều, bởi vì dân văn phòng mà họ hay đi tán gẫu ăn uống này kia. Rồi bây giờ mình đã đi ra khỏi Cabot Place rồi, mình sẽ đi tiếp tục tới những cái địa điểm xung quanh Canary Wharf và giới thiệu cho mọi người là khi đến đây mọi người có thể xem những cái gì. Điểm dừng chân đầu tiên của mình là Cabot Square, quảng trường Cabot. Thì tại quảng trường Cabot này sẽ có 4 hướng đi và mỗi hướng đi sẽ dẫn mọi người ra những cái địa điểm khác nhau ở Canary Wharf. Thì mình rất là thích ngồi ở quảng trường này hóng mát, đọc sách, nhìn ngắm mọi người. Mọi người có thể thấy là một cái quảng trường khá rộng và có những cái bức tượng rất là hay. Ví dụ như bức tượng hồi nãy mình xem là một cái cặp nam nữ đang ngồi á. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái hướng đi thứ nhất để đi sang bên bờ bên kia của Canary Wharf. Và cảnh cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chờ nha. Hiện tại lúc mà mình đang quay cái video này á, là tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ á. Thì lúc này mặt trời nó cũng bắt đầu lặn từ từ á, cho nên mọi người có thấy là trời rất là đẹp. Và ở bên này á, ở Canary Wharf vào mùa hè á, thì mọi người có sở thích là hay đi trên những cái con thuyền mà mọi người thấy người ta đang đi á. Và người ta sẽ có tiệc nướng như là ăn barbecue nè. Và thậm chí là mọi người có thể mua một cái phao để mọi người có thể bơi dưới cái mặt hồ này luôn. Đó. Thì đó là một cái hoạt động rất là tiêu biểu ở Canary Wharf này. Khi mà mọi người đi hết cái cây cầu đó sang bờ bên này á, thì sẽ thấy rất là nhiều nhà hàng, chủ yếu là những cái quán bar hoặc là bán những cái món ăn của Ý á. Và mặt trời đẹp quá ha mọi người, đi thấy rất là thích. Và đặc biệt là ở bên bờ bên này á, có một cái bảo tàng. Bảo tàng này là bảo tàng Museum of Docklands. Thì ngày xưa cái khu vực này á, là khu vực của một cái cảng cũ của nước Anh. Và sau đây nè, mọi người có thể thấy The Museum of London Docklands đó. Thì Docklands là một cái cảng cũ ở đây. Bảo tàng này hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Và những cái thông tin trong bảo tàng rất rất là hay. Bạn sẽ được tận mắt thấy là cuộc sống ngày xưa của những người làm ở cảng như thế nào và họ làm gì để có thể quản lý được những cái lượng hàng khủng khiếp mà London nhận mỗi ngày á. Thì sau khi mà cái cảng này nó bị dẹp bỏ thì cái khu Canary Wharf này nó rất là hoang tàn. Sau đó thì chính quyền họ mới cho một cái khu đất để cho những cái tập đoàn lớn á, họ chuyển về đây để giảm bớt cái lượng người sống trong nội ô của London á. Tại vì lúc đó nội ô của London rất là bị quá tải dân số. Thì khi mà những cái tập đoàn lớn trở về đây thì nó làm trụ phú cái vùng đất này lại. Và bây giờ nó trở thành một trong những cái trung tâm tài chính lớn trên thế giới luôn. Đây gọi là Canada Square, thì quảng trường Canada thì gọi là quảng trường vậy thôi, chứ nó giống như một cái công viên ngoài trời á. Có một cái quán bar và một vài cái nhà hàng. Thì dân văn phòng hay lại đây
Nhất là sau giờ tan tầm á, sau giờ làm việc. Ban đêm ở chỗ đó rất là đẹp và nhạc cũng rất là hay nữa. Giờ mình sẽ sang đường để đi xuống đường Upper Bank Street và Bank Street. Đây là khu vực mình thích nhất ở đây. Nó gọi là Jubilee Plaza. Thì mọi người thấy cảnh khá là bắt mắt ha. Thì ở đây có đó, có tập đoàn JP Morgan của bên Mỹ. Ngay tại cái Jubilee Plaza này á, thì có một cái trạm metro với cái line là line Jubilee chạy trực tiếp tới Canary Wharf luôn. Bên cạnh đó thì cũng có công viên nè, đây là Jubilee Park, là công viên Jubilee á. Thì đây là có thể nói là công viên mà mình yêu thích nhất ở London cho tới hiện tại. Tại vì bên trong nó rất là đẹp, nó có tượng nè và nó có những cái hồ nước chảy á, cảm giác rất là thư giãn luôn. Và buổi trưa khi mà có nắng á, thì rất là thích. Đây là mình đã đi ra khỏi công viên và cái đường này là cái đường Upper Bank Street. Thì trên đường này mọi người sẽ thấy được tập đoàn Northern Trust đó. Và ngay đối diện khi vừa bước ra công viên sẽ thấy công ty luật Clifford Chance, một trong năm công ty luật lớn nhất thế giới của Anh. Và bên góc bên trái mọi người có thể thấy là tập đoàn kiểm toán EY, một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn của thế giới. Đồng thời cũng có ngân hàng lớn của Đức, Deutsche Bank. Thì bên cạnh cái công ty luật Clifford Chance và ngân hàng của Đức á, thì đây là một cái khu vực ăn uống khá là sầm uất ở cái khu vực này, ở cái đường Upper Bank Street này. Bây giờ mình sẽ đi ra một cái địa điểm kế tiếp để ngắm hoàng hôn rất rất là đẹp ở Canary Wharf. Thì đầu tiên là mình sẽ sang đường. Mọi người có thể thấy là mình đang đi trên đường gọi là Bank Street. Thì cái đường nằm ở phía trên đường Bank Street, nó gọi là đường Upper Bank Street đó. À, đây là công ty Morgan Stanley của Mỹ. Đây, được gọi là West Ferry Circus và là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời ở Canary Wharf. Đứng tại đây á, mọi người có thể thấy được là những cái tòa nhà nằm trong nội ô của London. Nội ô của London, đây gọi là The City of London á. Thì bên góc bên trái của mình, cái tòa nhà nhọn nhọn á, mọi người có thể thấy là tòa nhà The Shore. Thì nó là tòa nhà cao nhất ở London này. Ở phía dưới chỗ mình đang đứng của West Ferry Circuit là một cái nhà hàng Trung Quốc gọi là Royal China. Và cái nhà hàng này có dim sum rất là ngon đó. Thì từ Canary Wharf, cái con đường này á, đi bộ thẳng mặt hoài sẽ ra được trung tâm của London, sẽ ra được cái trung tâm tài chính nằm trong nội ô á. Rồi bây giờ mình đã đi tới một cái địa điểm khác. Này gọi là một cái khu vực ăn uống và nó có cái đường hầm gọi là Crossrail Place. Thì cái đường hầm này làm cũng mới vài năm gần đây thôi, nhưng mà nó khá là thú vị. Đi xuyên qua cái đường hầm này là một trong những cái hoạt động cũng khá là mình thấy là đặc trưng của Canary Wharf. Từ đường hầm đó bước ra khỏi và mình đi lên. Thì ở phía trên này có một cái khu vườn. Khu vườn này hoàn toàn miễn phí. Và ở đây là đa số là họ trồng cây nhiệt đới. Đây, đó là cái khu vườn. Khu vườn này tên là Crossrail Garden luôn. Mọi người nhìn góc bên tay phải có thể thấy được ngân hàng Barclays, một trong những ngân hàng lớn và lâu đời nhất của nước Anh. Cái này nó giống như là một cái giếng trời á, có gió thông vô rất là mát. Bên cạnh cái khu vườn này á, là một cái nhà hàng Big Easy chuyên phục vụ đồ ăn Mỹ. Rồi ngay tại cái khu vực này luôn sẽ có một cái line thứ ba dẫn tới Canary Wharf. Và cái line này là cái line mới, là The Elizabeth Line. Thì cái line này thành lập để kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth á. Ngay bên tay phải khi vừa bước ra cái trạm metro
thì mọi người sẽ thấy được cái quang cảnh này. Ở trên màn hình đó là mọi người có thể thấy đó là cái đường tàu chạy á, cái đường tàu DLR mà mình nói ở đầu video á, thì tàu sẽ chạy xuyên qua cái đường đó, qua Jubilee Plaza. Còn bây giờ thì mình đã bước vào bên trong một cái khu ăn uống gọi là Market Hall. Mình rất là thích đi ăn uống ở đây tại vì nó có cái taco đó trước mặt. Taco cực kỳ ngon. Ngoài ra thì cũng có bán đồ Nhật, đồ Hàn, đồ Ý, dim sum của Trung Quốc. Và có một cái quầy bar bán những cái loại cocktail, rượu, bia này kia. Không khí ở đây rất là nhộn nhịp, mình rất là thích lại đây ăn uống. Rồi bây giờ thì mình đã quay trở lại Jubilee Plaza để cho mọi người xem buổi tối thì Jubilee Plaza nhìn như thế nào. Đó. À hồi nãy là Canada Place á, thì đi xuyên qua cái Canada Place là sẽ đi trở ngược về cái quảng trường Canada hồi nãy. Đó là tàu chạy xuyên từ Jubilee Plaza trở về lại cái khu vực mà có cái Line Elizabeth hồi nãy, và tất nhiên là có xe buýt, cho nên là ở đây rất là đầy đủ phương tiện công cộng, vừa có tàu DLR nè, vừa có hai bến metro, có xe buýt, đi lại rất là tiện lợi. Thì tất nhiên là khi mà mọi người khu vực nào mà người ta đi làm nhiều, trung tâm tài chính, là chắc chắn là những cái dịch vụ tốt nhất là đều nằm ở đó. Rồi hy vọng là mọi người đã hiểu hơn về Canary Wharf ở London, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.